Tuấn có anh hai Tuấn che đẹp mà, nhưng mà cái em không dám ở vì tên nữa. Ừ. Em cử một chút. Ừ. Sao đó? Chờ anh ơi, không phải tại anh không trách ở chơi, đường mình ta không gian dâu, tại vì không lối đào nên mình nhà cạnh anh ơi. Điện chớp không? Có thể là mình gỡ cái bằng này ra được không ta? Đây là chị Annie Út nha, gỡ cho gia đình đúng nhất nha. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị là một cái ngôi nhà khá là quen thuộc trong thời gian trước đây. Đây là ngôi nhà của Út Nhất cũng mấy tháng rồi. Và thời điểm bây giờ cũng là thời điểm xuân về Tết đến. Nhà của Út Nhất cũng bắt đầu trang hoàng lộng lẫy hơn tí xíu. Có những cái đèn lồng màu đỏ nhìn dễ thương ghê. Và sở dĩ có được ngôi nhà như thế này và một cái Tết đầm ấm như thế này là nhờ sự ủng hộ của tất cả các cô chú quý anh chị á. Quý mạnh thường quân cùng chung tay với nhau để cho Út Nhất có một cái Tết đầm ấm trong một cái ngôi nhà mới. Và sở dĩ ngày hôm nay Bùi Hồ có quay trở lại nhà của Út Nhất á, là để trước tiên là thăm hỏi lại Út Nhất và ông cụ đón một cái Tết này như thế nào, cũng như là cả gia đình ăn Tết ra sao ha. Và cũng thay mặt cho quý mạnh thường quân cũng hỗ trợ cái phần quà chân Tết. Có chào cậu. Ô, anh Tú, trời ơi. Đó, chào anh Tú. Anh hai quá đẹp trai trời. Hả? Anh hai cái này quá đẹp trai. Hay không? Thì sợ mãi không đó, con chào ông cậu. Dạ, ơi gặp, con gặp anh Tú chưa ông Nhất kêu ông cậu. Trời ơi, bữa nay gọi Tú đi đâu không? Hả? Gọi Tú đi đâu vậy? Đi chợ uống cà phê. Vậy hả? Dạ. Cái này mò ốc được không? Qua bữa mùng 6, mùng 7 mới mò. Vậy hả? Dạ. Thì sao qua mùng 6, mùng 7 mới mò? Tại cả này Tết tới. Chứ không phải là mò coi ngày hả? Người xịt lại Út Nhất đi. Tết tới. Người Tết này được ai lì xì không? Dạ. Có được ai lì xì không? Dạ, hôm qua có anh Út á. Được nhiều không? Dạ, được nhiều. Nhiều? 2 triệu tư. Được 2 triệu tư hả? Dạ. Nói với anh Hồng Hồn. Ôi trời ơi, dữ vậy. Tình cờ qua đây gặp anh Tú cũng thấy dễ thương rồi ha. Tết này có gì vui không, kể cho em nghe với anh Tú. Gặp anh hai Tuấn nó bển qua thấy vui. Ôi nhớ em luôn. Nhớ. Nhớ là sao? Nhớ thấy anh hai Tuấn đẹp trai. Sao biết đẹp trai? Tại nhìn ở phía bển em để em biết. Ừ. Hồi Tết năm rồi vừa rồi thì bắt ốc để dành dụm được nhiều để mà ăn Tết. Em ốc cũng như để cho đem vợ em nó xuống cái em tặng cho vợ em 3 kg 3 kg. Vậy hả? Tặng cho vợ làm gì? Để cho nó có tiền gì đó. Rồi nghỉ mấy ngày rồi, nghỉ mùa ốc mấy ngày rồi? Nghỉ hổm gài bữa mùng 6 mùng 7 mới hoa nữa. Còn lượm mũ không? Nó để với người và ngừa chứ. Ngừa là sao? Rồi là vợ em có xuống cái cho nó tiền vậy đó. Hiện nay là trong túi còn được bao nhiêu tiền? Em hả? Ngày qua đúng tặng cho em đó. Bây giờ xài hết hay sao rồi? Em hả? Gửi với chị em. Có lì xì cho ba không? Dạ. Có lì xì cho ba không? Dạ không. Dạ hả? Thì em không có tiền đó. Có 2 triệu mấy mà sao không có tiền? Kiểu như có mà ít á, để dành để cho vợ em. Cho vợ em? Ngày Tết này vợ chồng có tính đi đâu chơi không? Không, ở nhà. Vì sao? Kiểu như gần ở nhà cho nó dễ đi xa nó lộn xộn, không dám đi. Lộn xộn là sao em không hiểu? Kiểu như đông khách đồ đó, không dám đi ở nhà. Đông nó mới vui chứ. Ở gần nhà thờ. Hả? Gần nhà mới vui. Em thấy thời gian gần đây là anh Tú là có vẻ như là đẹp trai ra nhưng mà bị ốm. Vì sao ốm vậy? Hả? Ốm cứ như mình lo đi mò ốc hoài đó. Về ăn cơm ở đâu? Ăn cơm ở tên. Có ăn cơm đây không? Không. Em về tên em ăn. Sao vậy? Tại kiểu như ở đây nhà kiểu như có anh Tám đây em không dám ăn. Về tên mới ăn. Hồi đó anh Tám nuôi mà. Cũng như em cũng như kiên cử cái nhà này em về tên thấy anh Út anh hai anh Út của Tuấn qua đây cắt đó em không dám ở em về tên rồi. Ồ sao vậy?
kiểu như kiên cử một chút. Kiên cử vậy, có gì đâu, kiên cử nhà mới, kiên cử gì. Không dám đâu, em về tên nữa. Vì sao? Ngủ, về tên ngủ. Ngủ đây em thấy nhà mới mát hơn mà. Thì biết rằng vậy mà điều cũng cái em về tên ngủ cho nó khỏe chút. Ở đây em dám ở, về tên. Em không hiểu là vì sao không dám ở. Cái kiểu như kiên cử một chút, nhà này kiểu như mới cắt đó, không dám ở. À... Mấy người ta mạnh người ta ở, còn mình yếu không dám ở. Sao yếu? Em biết đâu. Em thấy anh mạnh mà. Em mạnh thiệt, mạnh thì có mạnh mà nhưng mà có cái yếu. Yếu gì? Thì cũng như về tên ở cho nó khỏe quá. Nhà của anh 2 tuổi mới cắt đâu dám ở. Hồi xưa anh nói với em á là nhà mà nó bị lủng lỗ không trời, ông chớp nhá, làm cái ghê có, quá. Có. Mà nhưng mà có cái nhà của anh 2 tuổi mới cắt em không có dám ở. Lý do? Hiện tại anh 2 tuổi cắt nhà xấu quá hay sao? Đẹp. Anh 2 tuổi có anh 2 tuổi che đẹp mà nhưng mà cái em không dám ở, về tên ở. Ừ. Yên cử một chút. Ừ. Sao nói anh 2 tuổi đẹp trai là sao? Tại vì cũng như có anh 2 tuổi quay giúp đỡ cho gia đình của em đó. Thấy anh 2 tuổi cũng đẹp trai. Em cũng không dám ở đây, em về tên. Có nghĩa là ai giúp đỡ là người đó đẹp trai, còn ai không giúp đỡ là người đó xấu. Không phải, cứ như tại sợ mình cứ như mình ở đây mình cái bản tánh của mình hay quậy quọ đó. Mình muốn về tên ở cho nó nhẹ chút. Để tu thân đi sao? Tu thân. Tu thân là sao em không hiểu? Cũng như là nhà anh 2 tuổi mới cắt đây đó. Em không dám ở, em về tên. Về trên. Về tên, em đâu dám ở gần đây. Thì nhà mới cắt. Và Tết này là không có đi đâu chơi. Rồi thấy cô chú anh chị người ta chung tay nhau giúp cho nhà của anh Tám, cho ba mẹ mình đó, thấy mừng không? Dạ mừng. Có anh 2 tuổi qua che rất là mừng. Cái Tết này so với cái Tết hồi xưa thì sao? Quá đẹp luôn, đẹp hơn các năm. Đẹp hơn các năm? Đẹp hơn các năm. Các năm trước thì sao, kể em nghe hơn. Cũng như các năm trước thì cũng như hoàn cảnh gia đình mình nó còn nghèo đó. Giờ nó cũng như khá giả, cũng như nhờ có anh 2 tuổi qua che này nọ, đẹp nhà cửa đẹp cũng như đẹp đó. Mình cũng né đi về tên ngủ chứ không dám ở đây. Là có nghĩa là đẹp hơn các năm trước luôn. Đẹp hơn các năm. Mà bây giờ là giàu hơn các năm trước luôn. Nhờ có anh 2 tuổi qua che em đâu dám mà. Rồi sao gọi em là anh 2 tuổi? Hiện tại cứ như anh 2 tuổi thứ hai. Em mới cũng nhà mới cắt em cũng đâu có dám ở. Tại cái bản tánh của người của mình nó hay quậy quọ đó, mình không dám ở. Cái tên tuổi đẹp trai không? Dạ đẹp. Cái tên tuổi đẹp không mà sao anh kêu em anh 2 tuổi vậy? Tên Út tuổi đẹp. Tuổi đẹp hả? Đẹp. Thì không? Đẹp thì tôi anh tuy để gần anh nó bển mà nhưng mà tôi để ý tôi biết. Để ý biết sao? Tên anh Út tuổi đẹp. Năm nay làm ăn phát tài không? Phát tài, giàu có hơn các năm. Ai? Anh 2. Vậy hả? Giàu sao nói em nghe. Giàu là cũng như có anh 2 qua đây che cho gia đình của em đó. Màn ăn cũng khá giả, giàu có lên. Rồi Tết nè, rồi mình có muốn chúc là lần nào với mạnh thường quân với lại anh 2 tuổi không? Chúc cho anh 2 tuổi cũng như cái Tết này vui vẻ để gặp được nhiều bạn bè. Còn Mạnh Thường Quân thì sao? Cảm ơn ảnh vậy đó. Ảnh là ai? Anh cảm ơn anh Mạnh Quân vậy đó. Nói lại chúc Tết anh Mạnh Thường Quân thôi. Chúc anh Mạnh Quân vui vẻ, ăn cái Tết này rất là vui vẻ. Rồi có anh Mạnh Thường Quân thì có chị Mạnh Thường Quân không? Dạ. Dạ cảm ơn chị. Chị gì? Cảm ơn chị đã qua đây giúp đỡ cho gia đình của em đó. Xin cảm ơn chị. Chị nào? Chị anh Mạnh Quân. Biết anh Mạnh Thường Quân ở đâu không? Nghe cái tên vậy chứ không có biết. Dạ. Cái tên của chị rất là khó nghe. Khó nghe cái tên anh 2 tuổi hay dở, còn cái tên nó khó khăn. Chúc Tết đi. Chúc cho chị... Chị gì? Cái Tết này chúc cho chị gặp được nhiều may mắn. Chị gì? Chị... Chị Mạnh Quân. Tết rồi đừng có chúc là hẹn là kiếp sau nữa nha. Nhớ cái câu chúc mà hồi đó chúc ai hẹn là kiếp sau gì không? Gặp cho bà gặp được nhiều may mắn vậy đó. Gặp được nhiều bạn bè để mà lợi tặng quà cho bả vậy đó. Rồi vậy là Tết năm nay là anh Tú đã giàu rồi đúng không?
Tết này hả? Tết này nhà có anh hai tuổi qua che thân mới giàu. Ừ, chứ mấy năm trước là không ai che thân là nghèo quá nghèo hả? Mấy năm trước không có anh hai tuổi qua đây nghèo với mẹ. Nghèo với mẹ là nghèo sao? Thì nghèo cũng như là không có ai mà để mà tới gia đình của em mà để che phụ tiếp em với anh Tám gì đó. Ờ, hai người tự che đi chứ. Không, có anh hai tuổi che nó mới ấm. Vậy chứ hai người tự che không ấm sao? Không, có anh hai tuổi rồi qua che nó mới có ấm. Không biết, em không biết. Mình đường em có gì đâu che, em nhỏ ký hơn anh nữa mà. Không có, thì gần thấy vậy mà, nhưng mà có cái anh hai tuổi, có cái hai anh hai tuổi qua che. Nhờ anh hai tuổi mà anh đẹp tay rồi qua che nó mới có giàu có lên được. Ôi trời. Anh hai tuổi che mới khá lên được. Ờ. Có lời nào muốn nói với em với là anh Đường Quân nữa không? Cảm ơn anh hai tuổi ở phía bển qua để mà che thân cho gia đình của em. Xin cảm ơn anh hai tuổi. Ừ. Rồi sang năm dự định là bắt ốc lại hay sao? Em hả? Em cũng chưa có biết nữa anh hai ơi. Còn cái chuyện bằng ăn mà em cũng chưa có biết nữa. Tại tại em ở phía tên. À. Em xuống đây em đâu có biết đâu. Đó thì cô bác anh chị thấy được rằng là đâu đó mà khi mà quay trở lại thăm gia đình của Út Nhất với lại anh Tú á, cũng như là anh Cường và ông Cụ á, thì mình nhận được rằng sự gì đó nó rất thật từ một người nữa, từ một anh chàng phải nói cò nhưng mà rất là dễ thương ha. Thôi Tết rồi, em cũng chúc anh gia đình anh sức khỏe dồi dào ha. Yeah. Năm mới mò ốc được nhiều hơn. Yeah. Rồi bán được nhiều ký hơn. Yeah. Có nhiều tiền thì đưa ba hoặc là đưa cho vợ mình nhiều hơn. Yeah, yeah. Đây là nhà mới của anh cũng như là của anh Tám thì cứ vô sống bình thường, mà lâu lâu cái em chở qua em thăm. Ok. Thì em ở phía tên em đâu có biết cái này sao đâu. Dạ, yeah. Sao mà hôm nay tình cờ anh em gặp nhau vậy ta? Tại vì cũng như mình cũng như gặp này cũng như có duyên. Duyên là sao? Duyên có duyên nợ mới gặp. Duyên nợ là sao? Duyên nợ cũng như là mình cũng như trời ban cho hai người gặp nhau vậy đó. Là duyên nợ vợ chồng hay gì? Duyên nợ bạn bè với nhau vậy đó. Chứ không phải duyên nợ vợ chồng hả? Vợ nói vợ chồng thì nó kiểu như nó hơi ngại. Ngại sao? Ngại là cũng như là gặp được bạn bè đó, gặp được anh hai tuổi đó. Ừ. Ở phía bển nó qua đây mà để mà cho nó vui vậy, cho nó vui vui gia đình của em vậy đó. Dạ, gặp em làm vui không? Vui. Ừ. Có cái hai là biết vui rồi. rất là ấm cúng trong gia đình. Cô bác anh chị lâu lâu lại chia sẻ thứ phim về anh Tú như gia đình cũng nhất rồi. Cảm ơn anh nha. Dạ. Để hỏi anh Tám rồi cái nhà nào anh biết anh chia sẻ tiếp. Ông Nhất đeo này vô giùm em với. Ông Nhất ơi, hiện nay thì mình nghỉ làm được mấy ngày rồi? Ông Nhất là làm bữa 28 đó. Ừ. Làm bữa 28, 29 nghỉ. Ừ. Rồi bữa nay là được bao nhiêu ngày rồi? Bữa nay ông Nhất nghỉ 2 ngày rồi đó. 2 ngày rồi? À. À. Rồi khi nào mình mới làm lại đó? Bữa mùng 4 ông Nhất vô bẻ ớt lại cho người ta. Mùng 4 bẻ ớt lại? Mùng 4, qua Tết nó có lên giá không? Mặn, giá mặn á. Đúng rồi anh. Giá mặn đầu ngay nó cũng bình đẳng vậy đó. Vậy hả? Giá nó cũng bị gan vậy. Mình đòi giá nó cái nó không chịu. Ừ. Em thấy hình như dạo này Út Nhất có vẻ như là mượt mà hơn lúc trước đúng không? Mặn Út Nhất khỏe hơn lúc trước nhiều lắm. Mượt mà không phải từ cái gương mặt mà cả cái mái tóc kia. Nào ngay giờ thì nó khỏe quắn. Nó ăn dọn lên chút mới được. Được bây giờ đẹp hơn, găng lại. Găng thì không còn xíu xó nữa. Tóc thì lại vàng nữa. Rồi gương mặt thì nó hồng hào hơn nữa. Tết này giàu không? Nào ngay cũng bình bình cơ. Hay nào ngay nói giàu đi, không để ái hoài nó xuống. Nào ngay mà đỡ hơn mấy năm trước nhiều, rất là nhiều. Năm nay nghe nói Tết lì xì được, lì xì nhiều lắm đúng không? Có chị Mai cho biết được 2 triệu đó. Có chị mới cho được 2 triệu mua giặt giũ trong nhà. Với cái anh gì đó, anh cũng cho biết được 500. Là Tết này được 2 triệu gửi. Không biết được Tết này, không biết được 2 triệu gửi. Rồi lãnh tiền có thưởng không? Làm gãy có thưởng không? Không, làm gãy mấy cái chủ lỗ lã gì người ta đâu có cho. Mấy người bằng gãy là kỹ như là khỏi nói đi, thấy cũng như người ta còn tội nữa. Ớt hôm nay cái nó gần sụt, nó thấy nó còn có 18.000 nữa cơ. Em thấy mình là thời gian gần đây là mình thích hát ca hơn. Mình vui vẻ, yêu đời hơn đúng không? Tới năm nay coi như có bánh mứt, đầy đủ bánh mứt ở trong nhà rồi.
cũng có được nồi thịt kho. À, cũng biết được không khí Tết giữa cái tình hình chung là mọi người đang rất là khó khăn thì mình thấy mình lại hạnh phúc hơn nhiều người khác. Em nghĩ đó là do phúc phần của Út Nhất, vì một thời gian dài Út Nhất đã tận tụy với công việc chăm ba rồi nuôi má của mình. Mặc dù là cái Tết này nó không còn mẹ nữa, nhưng mà đối với Út Nhất đỡ phần nào gánh nặng. Và tuổi già thì mẹ không thể nào ở với mình được, đúng không Út Nhất ha? À, đúng. Đó là cũng đôi khi thì mẹ cứ nằm hoài thì sợ mẹ bị đau về thể xác của mẹ nữa. À, đúng. Nên mẹ nếu vậy thì mình cũng thấy thôi thì mong mẹ về nơi suối vàng an nghỉ, thì mẹ cũng sẽ luôn phù hộ cho Út Nhất cũng anh Cường cũng như là anh Tú nè, đúng không? Rồi thôi hôm nay hát một bài nào cho vui đi, đúng không? Tại vì em thấy hát quá trời luôn mà. anh Tám hát chúc mừng cho anh Hai Cửng đi. Đó, anh Tú vô tay đi. Tước kìa. Ông ra luôn, ông như bạn bè của anh Hai thì không phải tặng. Rồi anh Tú có tính tặng không? Không, em không có biết ca, để cho anh Tám tặng cho anh Hai đi. Cứ như bạn của anh ta của anh Hai thì ông hay. Vậy là anh Tám ca. Anh Tám ca còn Út Nhất làm thơ. Anh Tú làm thơ được không? Không có, để cho anh Tám ca tặng Tết đi. Rồi tới ha. Anh Hai Cửng. Rồi đúng rồi. Rồi tới lúc anh Tú làm thơ nha. Rồi em có biết, để cho anh Tám hát đi, hát tặng đi. Tặng cho anh Hai đi. Nói qua nói gặp anh Hai đồ qua cũng thấy anh Hai đẹp trai đồ, nói chúc mừng anh Hai để mà anh Hai vui vẻ lên. Một nhất hơn. Mình không duyên nợ, đừng chờ anh ơi. Không phải tại anh không trách ở chơi. Đường mình ta không gian dâu, tại vì không lối đào. Nên mình nhà cạnh anh ơi. Ai khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng tim vắng vương. Ai khóc đi anh, khóc cho chuyện chúng mình, vì mình nhà cạnh anh ơi. Cái Tết nhất cũng sương sương vậy đi. Vui nhà vui cửa. Tới tiếp theo anh Tú làm thơ kìa. Em đâu có biết làm thơ. Vậy ca nhỏ nhỏ đi. Ca đi. Ca bản nhỏ nhỏ đi. Ca bản nhỏ nhỏ em nghe đi. Rồi. Rồi mời anh. Tình cha gì đó. Tình cha gì đó. Tình cha ấm áp như hoàng hải dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đâm trao bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và cha ngày ấy những đêm tường giá lành. Hòa con nằm ôm con sự ấm những cành già. Hòa cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Hòa con ở chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch gách cho hơn. Sao hết chưa? Nghe hết à, nghèo cho sạch gắt cho hơm. Là sao không hiểu? Gắt sầu thơm. Nghèo cho sạch gắt cho hơm. Mà gắt sầu thơm. Em không hiểu. Có như nghèo cho sạch gắt cho hơm là đừng có phá thấy gì của ai á. Nhưng mà tại sao mình lại hát bài tình cha ta? Tại vì tình cha, cha mẹ của mình á. Bài đó học lâu không mới thuộc. Cái bài đó cũng như là ông bà cha mẹ của mình hát tặng. Em thấy anh Tú càng ngày càng hiện đại hơn, càng tiến bộ hơn ở về cái câu nói lẫn về cái cách ăn mặc kìa. Cái áo anh Tú cũng mặc cũng gọn gàng hơn tí xíu.
Mặc dù thời gian qua không biết là có vấn đề gì mà anh Tú lại gầy gò hơn, nhưng á anh Tú lại lại nói chuyện tuyệt vời hơn. Chúc anh Tú cùng gia đình luôn có sức khỏe ha. Dạ, anh cảm ơn anh hai. Chúc anh Tú luôn đẹp trai nha. Chúc anh Tú luôn bắt ốc nhiều nha. Dạ. Dạ. Thăm cũng chúc cho gia đình của Vương Hồ như làm ăn phát lộc phát tài, làm ăn lên. Nhưng mà thấy năm qua em toàn là ăn không có làm gì đâu. Đúng không? À. Bao lâu rồi em chưa quay lại nhà Út nhất ta? Lâu rồi, cũng 3 tháng mấy à. Vậy hả? 3 tháng mấy à. Nhà mình cắt được mấy tháng rồi? Lâu quá, ủa cũng không nhớ. À, thời gian trôi nhanh thật. Mấy ngày nào đó mình gặp một ngôi nhà tạm bợ trống trước trống sau à. Đi thì cái phần ván nó lại chập chờn rồi có thậm chí là có những cái gì có những cái lỗ á, lỗ do dán mục á, dán mục. Tuy nhiên ngày hôm nay thì quay trở lại đây với một cái máy ấm khác hơn, ở khung cảnh khác hơn, ngay tại vị trí cũ thì mình cảm thấy á vui hơn, và thậm chí là khi thấy gia đình của Út Nhất á yên ấm như thế này và chịu khó làm ăn là một điều gì đó Bùi Hồ và tất cả các cô chú mạnh thường quân á cảm thấy đâu đó rằng giúp đỡ gia đình Út Nhất là một điều gì đó cần thiết để vượt qua những cái lúc khó khăn nhất. Ngày hôm nay trở về lại đây á, trước khi gặp ông cụ á thì tặng cho gia đình Út Nhất, thay mặt cho chị em đi Út gửi cho Út Nhất. Út Nhất ơi, cầm thầy lên giùm em với, tại vì em bỏ trong cái cốp xe á. À đây, cầm giùm em nha. Rồi, để lên, có đèn chớp tốt nhất. Để lên. Đây, thấy có đèn chớp không? À, có thể là mình gửi cái bằng này ra được không ta? Đây là chị Annie Út nha, gửi cho gia đình tốt nhất nha. Gửi cái bằng đặt này trên ra luôn đi Út Nhất ơi. Em thấy nó đẹp hơn đúng không? À, gửi ra đẹp hơn. Tại vì nó bị cái này nó bị cong bằng mũ á, em để trong cái cốp xe á. Ờ, đúng rồi. Đây, dễ thương không? Công nhận đẹp á. Gửi cái nơ này ra đi, Trời ơi. Tại vì khi mà quấn trùm lại á thì có cái nơ đúng không? Ờ đúng rồi. Nhưng mà không cấy thì mình để cái nơ này đằng sau. Đây, đây là phần quà của chị Annie Út. Này tối nó chớp lung linh luôn. Ở đây thì có một cái này là này hổ gì ta? Kẹo nho đúng không? Kẹo nho. Đây là hộp cà phê, hộp bánh, một chai rượu. Bây giờ để lên đi. Để lên kia. Tí xíu để lên cũng được đúng không nhất? Ừ, tôi xíu thì để lên. Rồi, có nói lời nào với chị Annie Út không? À, Út Nhất cũng cảm ơn chị Annie Út. Út Nhất cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Trong cho chị cũng như Tết này, chị làm ăn phát đạt phát tài, mạnh khỏe. Cho gia đình chị làm ăn vui vẻ. Út Nhất cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Thấy này đẹp hơn Tú? Dạ, đồ của anh hai tuổi cũng tặng rất là đẹp. Được rồi. Thôi bây giờ chắc có lẽ là gặp ông cụ tí xíu ha. Ai? Dạ con chào ông. Lâu quá rồi con mới về gặp lại ông. Ông còn nhớ con không? Lâu quá rồi cũng hơi quên. Quên cái tên luôn rồi đúng không? À. Sức khỏe của ông bây giờ như thế nào? À dạ cũng khỏe, cũng bình thường. Tết này có ai lì xì cho ông chưa? Dạ có, đứa con nuôi đó, có lì xì. Là chị Mai Trần ở Mỹ đúng không? À. Lì xì được nhiêu rồi? Được rưỡi. Thôi vậy đủ ăn Tết rồi. À, dạ. Có đứa con nuôi mà thương vậy thì còn gì bằng. Dạ. Thiệt rồi. Cũng nhờ nó cũng chọn làm ba thì cũng không bỏ nó. Thì ý nó muốn thì mình phải sẵn sàng vậy nó. Rồi bây giờ thấy con thấy ông cụ sắc mặt lại hồng hào hơn và khỏe khoắn hơn. Yeah. Ngồi ở đây lại trong một cái nhà sàn tiền chế như thế này thấy mát không? Mát, tại trời nắng quá cái xuống dưới nằm khỏe. Dạ. Làm cái sàn dang rộng ở dưới. Dạ. Nằm nó khỏe. Còn ở trên này thì nắng quá cái con hơi hầm. Dạ. Thưa với ông cụ, ngày hôm nay con qua thăm với ông Nhất á là gặp ông cụ sức khỏe như thế này con rất là vui. Yeah. Vui vì đâu đó rằng là tinh thần của cụ đã lạc quan rồi. Rồi Tết này lại có thêm lì xì của từ đứa con nuôi nữa. Và không những là từ đứa con nuôi mà còn từ tất cả các mạnh thường quân, mà cái phần lì bao lì xì lớn nhất á đó chính là ngôi nhà.
một nơi mà che mưa che nắng đúng nghĩa cho gia đình của ông. Và con cũng chúc mừng ông có một cái Tết nó đầy đủ trọn vẹn như thế này. Ít ra thì con cháu mà khi mà nó đến nhà cũng mừng tuổi thọ ông á, mừng tuổi ông á, thì lại thấy được rằng ở nơi này nó có chỗ ngồi. Tại vì gần 70 năm qua ngôi nhà cũng đã mục nát thì nó không còn chỗ ngồi để cho con cháu như là gia đình sum vầy nữa. Thôi con chúc mừng ông ha. Và ngày hôm nay đến đây thì con thay mặt cho chị Trinh và anh Hùng ở Mỹ á, gửi cho ông cụ một cái ống quệt Zippo từ Mỹ. Dạ đây cái ống quệt Zippo này, ông cụ biết sử dụng không? Là không biết. Dạ, biết sử dụng thì hôm nào để cho ông Dứt hướng dẫn sử dụng. Đây cái ống quệt này là đem từ Mỹ, chị từ Mỹ về á gặp con uống cà phê ngay tại Sài Gòn và chị gửi tặng cho ông. Ống quệt này ống quệt của Mỹ nha. Này ống quẹt hả? Ống quẹt đó, này chưa khui tem luôn này thấy không? Rồi cắt đi ông cụ à, để dành làm kỷ niệm. Vậy tao cũng cảm ơn cô giúp đỡ. Anh Hùng với lại chị Trinh ở Mỹ. Ở Mỹ hả? Dạ. Tao cũng cảm ơn cô ở ngoài Mỹ ha. Vì không biết thì cũng giúp đỡ cho tôi được năm mới, được người xưa được ống quẹt này, cô cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ. Mình không biết cái ở đâu á nha chút. Ở Mỹ. Mỹ hả? À, dạ. Thì con cũng cảm ơn rất nhiều. Vui rồi. Ai cũng chúc mừng năm mới được cô ở ngoài Mỹ được mình khỏe ha. Một năm mới thì Bùi Hồ không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn. Cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã cùng chung tay với Bùi Hồ để giúp đỡ hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn có một cái mái ấm, để ít ra thì có được một cái Tết nó sum vầy và đầm ấm hơn. Cảm ơn rất là nhiều và xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã luôn tin tưởng và yêu thương Bùi Hồ để mà gửi gắm những cái niềm tin để cho Bùi Hồ có thêm một cái động lực gì đó để đi tạo gặp gỡ những cái hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh như ông cụ nói riêng và những hoàn cảnh khác một cái mái ấm. Cũng nhân vì dịp xuân về Tết đến á, thì Bùi Hồ không biết nói gì hơn chúc cho cô bác quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm sức khỏe dồi dào an lạc và một cái Tết dù cho có xa xứ ở nước ngoài hay là ở trong nước thì vẫn luôn hưởng một cái Tết trọn vẹn đầm ấm sum vầy và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm mới thì sẽ gặp được nhiều thành công mới và càng ngày càng phát tài phát đạt ha. Còn bây giờ thì con chào ông cậu, bye bye ông. Tôi cũng chúc mừng năm mới cho chú Lục Mạnh khỏe năm mới vậy.